Các bạn đến với buổi review đồ thẻ nhớ của đại lý phụ kiện. Đây là sản phẩm chuyển đổi cổng USB sang đồ lọc thẻ của Uwin, có mã sản phẩm 20250, hàng thời gian bảo hành 1 năm. Đây là bên trong sản phẩm. Đầu kết nối USB 3.0, tốc độ là 5 GHz. Có hai đầu đọc. Có thể nhớ đó là đầu đọc TF và đầu đọc SD. Đầu SD nhỏ ở bên trên, đầu TF bên dưới. Cáp có chiều dài 5 cm. Để đọc được rất nhiều các loại định dạng, hỗ trợ có thể điều hành Windows, macOS, Linux, không cần phải sản phẩm dùng rất đơn giản, cắm vào nhận từ những thiết bị. Tốc độ chuyển đổi đầu đọc là tốt nhất hiện nay 3.0. Các bạn có thể tham khảo bên dưới link miêu tả để có thông tin chi tiết về sản phẩm, hoặc gọi cho hỗ trợ hotline 0944 730 444 để được tư vấn và hỗ trợ thêm về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.